cảm nhận rằng đội hình của KT hơi giấy nhá, đội hình của họ hơi mỏng. Nếu như mà là một con Carthus thì tôi nghĩ rằng đúng như anh Linh nói, cái sức mạnh phép thuật nó sẽ rất là nặng của KT ở cánh trên, và những vị tướng chống chịu như là Croco anh ta sẽ hướng lên giáp sau tốc hóa cuồng, sau đó giáp thiên nhiên, còn Đô thì cũng sẽ hướng lên giáp thiên nhiên ở món đồ thứ hai sau tam hợp mà thôi. Banshee sẽ hướng tới Closer ở món trang bị thứ ngay vẫn thứ hai luôn. Rồi, ván thi đấu thứ ba, ván thi đấu cực kỳ quan trọng dành cho cả hai đội tuyển. Ở thời điểm hiện tại thì cái sự chênh lệch về mặt trận thắng của cả hai nó chỉ là cái con số 1 mà thôi. Thì không biết là sau cái ván thi đấu này thì cái team roster có cân bằng lại về cái số trận thắng hay không đây. Còn cái thứ hạng thì cảm giác như là thứ hạng thứ ba nó vẫn sẽ thuộc về dành cho bên phía của Lisbon. Bất kể cái kết quả của cái ván thi đấu này như thế nào, một tình huống chích sai khá là tốt dành cho Lai. Rogo liệu rằng có phải mất đi cho mình đó, phải hỗ trợ tốc biến, bắt buộc phải tốc biến để có thể đào thoát. Ghost đang che dành cho Rascal để có thể rút về, thậm chí là họ quay ngược trở lại. Roko có tình huống nền của Quy rất chất lượng nha, thậm chí là đang có ý định để có thể áp sát. Ghost đã không còn tốc biến, anh ta sẽ trở thành mục tiêu bị tấn công đối với cặp đôi của Philip Samok. Sát thương là chưa đủ, sát thương vẫn chưa đủ để có thể dứt điểm được Ghost. Khu vực đường dưới cũng là tình huống va chạm, đó là một pha chủ động tốc biến thoát về phía sau khá là tốt đến từ KL nha. Khoảng trống được tạo ra dành cho Win để có thể tấn công vào em mình. Bắn khá sát đến từ Prince với pha trả đòn vừa rồi, và tốc biến đã được đầu tư đến từ vị trí của KL để anh ta không phải lên bàn điểm số. Còn đây là pha gánh đến từ vị trí của Croco. Vic là gặp nguy hiểm nhưng đất bất ổn, làm khá tốt với tình huống ngăn khả năng bằng vào đến từ Croco, bật luôn cả tốc hành. Croco không có tốc biến nữa, anh ta không có đồng đội bên cạnh. Azir của Closer ở đâu, anh ta không có mặt ở trong tình huống đó với pha băng trụ không thành công đến từ Croco. Và điểm chiến công đầu với pha phòng ngự rất tốt vừa rồi đến từ Vic là. Chúng ta cùng nhìn lại tình huống này. Một pha cài rất tốt, có sao là cái đất bất ổn á. Cái đất bất ổn nó khiến cho Croco không thể ủi vai được. Nếu như anh ta ủi vai vào thì anh ta sẽ dính làm choáng, thì lướt trên cái tấm thảm mà vị trí của Vicla đẩy ra. Giải băng của Lai sẵn sàng để có thể check bụi, nhưng mà liệu anh ta có làm như vậy hay không? Anh ta đang tiến ra rất mạo hiểm nha. Vẫn là hai thành viên của Lisbon đứng rình ở khu vực đó, và chỉ cần Aiming anh ta tiến lên để farm lính thôi thì anh ta sẽ gặp nguy hiểm. Nhưng Aiming rất tỉnh, anh ta quá tỉnh táo, mất quá nhiều thời gian đến từ Lisbon ở trong cái bụi đó, không thu lại bất cứ thứ gì cả. Trong khi đó Rascal có thông tin ngay lập tức Odin với tình huống mà sử dụng xe chủ lượng kim. Ba lần cú xe chủ lượng kim của anh ta đang chờ đợi, lần xe chủ lượng kim tiếp theo thì nó không chuẩn xác lắm, và Rascal tạm thời lùi về với việc anh ta không đủ sát thương để solo kill vào vị trí của Đô. Nhưng vừa rồi là một cái pha xử lý mà phải nói rằng quá kinh nghiệm và bản lĩnh, cũng như cực kỳ tỉnh táo đến từ mình. Chính xác là như vậy, một tình huống mà anh ta cũng không vội vàng để có thể di chuyển vào Closer. Liệu rằng có bị tấn công ở khu vực đường giữa hay không đây? Anh ta đã mất cho mình đó là cái bộ kỹ năng rồi thì phải có, đã có. Và đó tình huống anh ta rất bình tĩnh, sử dụng cái phân chia thiên hạ của mình trước, và sau đó sử dụng các lưu động, các càng quét để có thể rút về ở trong tình huống này. Trước đó tưởng chừng như anh ta sẽ rơi vào cái trạng thái đáng báo động khi mà cái lượng máu của anh ta bị tụt không phanh cho cái nhịp tấn công đến từ Vicla và Kurs. Hết lính cát trong pha vừa rồi, và Closer cần phải mất thêm một nhịp nữa né kỹ năng để có thể hồi lại cho mình chiêu thức rút lui một cách an toàn với các lưu động. Khoảng trống tạo ra dành cho Kurt với việc là Croco đầu tư quá nhiều khoảng thời gian ở cánh trên, chính xác ở khu vực đứng dưới để có thể cam Aiming nhưng không thành công. Đây sẽ là con rồng dành cho bên phía cái team roster. Con rồng ăn hơi muộn nha, cái team ăn rồng hơi muộn. Trong khi đó thì Croco đang được kiểm soát cho mình con sứ giả đầu tiên của ván đấu, và anh ta đã có được nó rồi. Đổi mục tiêu đến từ cả đôi bên, KT có dòng, còn với Lisbon thì họ có sứ giả. Tôi đồng ý có thể được đẩy ra khu vực đường giữa cũng có lợi thế về mặt thế trận, còn đẩy xuống khu vực đường dưới thì có lợi thế về mặt người chơi. Khi mà chúng ta đang nói đến Win là một trong những cái người chơi chủ lực để thể cánh team dành cho đội hình đến từ bên phía của Lisbon, họ đang làm điều đó nè, họ đang gây sức ép trực tiếp vào người của Aiming. 91 chỉ số lính và mất đi cho mình đó một cái lớp giáp trụ khu vực đường dưới, và tạo ra cái lượng chênh lệch nữa khi mà đây cái lượng tiền sẽ được tập trung dành cho Win. Các em thì đứng hỗ trợ người xạ thủ của mình để tránh đi những tình huống mà bị đối phương tấn công ngược trở lại. Rồi, sức ép về mặt công trình vẫn sẽ là có dành cho đội hình đến từ bên phía của Lisbon. Biết đâu đấy, một cái tình huống tấn công đẹp nữa dành cho bên phía của Lisbon thì họ sẽ giải phóng được cặp đôi xạ thủ hỗ trợ của mình ở thời điểm khá là sớm nha. Và Twin cũng đã hoàn thành được xong 100 chỉ số lính đến từ cái lưỡi hái rồi. Chính bản thân của anh ta cũng đã tạo ra một cái lượng chênh lệch về mặt kinh tế so với Aiming phía bên kia. Mặc dù là cái con sứ giả nó không được cụ thể hóa bằng một cái trụ đầu nào cả dành cho Lisbon, nhưng tôi nghĩ rằng họ vẫn đang rất thành công với việc dồn tài nguyên. Như từ từ đã nào, pha đẩy rất nhanh đến từ Closer và người gặp nguy hiểm là Lai. Anh ta dính hai hit từ trụ, outplay tốt đến từ vị trí của Closer, nhưng anh ta không đủ đam rồi. Hơi tiếc dành cho Closer với pha outplay vừa rồi.
anh ta chỉ còn thiếu một hit đánh thương đến từ Linkat nữa thôi là đủ đam, nhưng rất đáng tiếc dành cho đường giữa của Lee Sang-bok khi mà anh ta không thể kịp tỉnh dậy để tung ra đòn đánh thương đó. Nhưng lính đã hết rồi thì cái pha này cũng chưa có trụ căn bản nên mọi thứ vẫn đang trong tầm kiểm soát đến từ bên phía của KT Royster mà thôi, chứ chưa bị trôi quá xa. Một tình huống va chạm ở khu vực đường trên, Đô có dạng nào khổng lồ phía bên kia, Rascal cắt rất rát nha, khiến cho cái lượng máu bây giờ đến từ Đô nó thấp quá thôi. Anh ta không còn phải là người chủ động ở trong cái tình huống xử lý này. Lần về nhà này có lẽ như anh ta phải về sớm, bởi vì phép trợ dịch chuyển của ta đang chuẩn bị hồi lại. Để có quyết định tiếp theo của ta sẽ là như thế nào đây. Dịch chuyển đã có đến từ Rascal. Chạy, chỉ có thể chạy thôi. Lisa Box sẽ ăn rồng nhanh, sau đó là rút lui. Quang điện chấn thành công rồi, Rogo bị giữ chặt lại, anh ta ủi vai dính tới tốc biến bộ chạy với khả năng hỗ trợ đến từ vị trí của Kai với khổng lồ hóa, sử dụng luôn cho mình trường cuối đến từ Closer. Nhưng liệu anh ta có thoát được hay không? Đây anh ta chưa lại trường cuối, dính quang điện chấn và nằm xuống với điểm hạ gục dành cho vị trí của Kurt. Cướp xác thành công, KT họ lui về. Với Jerry của anh ta thì nó vẫn sẽ là cái bài toán nơi thể đảm bảo cái lượng sát thương ở dần về sau dành cho đội hình đến từ bên phía của Lisa Box. Ui, phía bên kia KL chủ động tốc biến nhưng đã bị hạ gục rồi. Khả năng đu bám đến từ Lai là quá tốt, nhưng sau đó sẽ là như thế nào đây? Một phép trợ tốc biến khiến cho Lai tạm thời đang có cái vị trí tương đối là an toàn. Rocco đã bị hạ gục, một tình huống quay ngược trở lại đến từ Lai, nhưng anh ta không có quá nhiều sát thương nữa rồi. Và những người đồng đội của anh ta cũng đã sử dụng hết cho mình đó cái bộ kỹ năng quăng địa chấn tốt. Nhưng đây là Dove đang có cái lượng nổ ui suýt chút nữa cũng phải đã phải lên bảng điểm số nha. Nếu như anh ta không kịp biến thành dạng nào khổng lồ thì biết đâu đấy đã có thêm điểm hạ gục thứ 6 dành cho người phía của KT. Đồng ý, ván thi đấu này vẫn đang hết sức căng thẳng nha. Một bên có một lợi thế nhất định ở cái cánh xạ thủ thì bên kia còn lại có một lợi thế ở khu vực đường giữa. Và pha thi đấu này thì đã lấy được hai phép trợ dịch chuyển. Đội hình đến từ bên phía của KT họ biết điểm dừng, họ lùi về khi mà thấy cái đợt lính hai bên cánh đang được đẩy chậm thì họ thành công rồi. Cái lượng máu đến từ trụ khu vực đường giữa nó đang còn khá là nhiều nên quyết định đến từ bên phía của KT là lùi về đẩy cái đợt lính ở hai bên cánh mà thôi. Hợp lý dành cho cái nhịp này, họ đang có CV đến từ An Minh ở khu vực đường giữa để có được cái nhịp đẩy lính tốt hơn nè. Để có quyết định tiếp theo sẽ là như thế nào đây. Đội hình đến từ bên phía của Lee Sang-bok là có ý định khai thác vào Vitla. Họ cần phải chú ý một điều là Vitla đang có đồng hồ nha. Nếu như họ dấn quá sâu vào trong trụ, biết đâu đấy cái lượng sát thương đến từ trụ và những tình huống phản ứng ngược trở lại đến từ Rascal với cú dịch chuyển của Gwen của ta nữa thì nó sẽ tạo ra một tình huống phản công dành cho bên phía của KT. Rocco lên trước, Vicla có thể bị ủi vai chính tường, anh ta còn đồng hồ như anh Linh nói. Nếu anh ta có phải dùng hay không, anh ta vẫn đang giữ lại. Lai anh ta bị hất văng về với sứ giả phán quyết. Góc này Rascal xuống với cú dịch chuyển qua để chấn thành công. Ngay lập tức có khổng lồ hóa để ngắt hiệu ứng của đối phương. Nhưng Rocco anh ta đang bị gây sát thương quá nhiều. Prince không được bắn quá nhiều trong góc này khi bị cớt che tương đối là nhiều sát thương. Cớt gồng làm choáng thành công. Prince tốc biến bỏ chạy cùng với thanh tẩy của mình. Anh ta đang quay lại bắn. Góc này Closer lao thẳng vào nhưng anh ta chưa dùng được phân chia thiên hạ bởi vì đó là đất bất ổn. Nhưng có một cái súng điện cao thế đến từ vị trí của Prince để anh ta lấy mạng thành công vị trí của Lai. Là một mạng duy nhất nằm xuống trong pha all-in đến từ cả hai đội vừa rồi mà thôi. Và nếu như anh ta đẩy đẹp thì chắc chắn là sẽ có thêm cái điểm hạ gục dành cho đội hình đến từ bên phía của Lee Sang-bok. 4-5 mà bên phía của Lee Sang-bok đánh ác thật sự. Tiếp tục đánh nhau, Coco với vai dính tường, quang điện chấn không thành công. Lai gặp nguy hiểm, anh ta bị cô lập, anh ta còn tốc biến. Tốc biến chuẩn bị hồi lại đến từ Lai. Phòng thôi xin lỗi các bạn, chưa hồi lại tốc biến, còn một giây nữa thì Lai anh ta mới hồi lại phép bổ trợ này. Và đó là khoảng thời gian phải nói là gần tựa chân chờ nhưng lại xa, xa ơi là xa đến từ Lai. Và nằm xuống lần thứ 3 trong ván đấu này đến từ người chơi hỗ trợ bên phía của KT Roster. Đây sẽ là con rồng nguyên tố dành cho bên phía của Lee Sang-bok để họ dẫn trước KT về tỷ số rộng. Anh ta vẫn đang là người nắm được tiên cơ, mặc dù bên kia đã hoàn thành xong cho mình giáp thiên nhiên nhưng đội anh ta vẫn chưa tự tin để có thể 1-1 với đối phương. 1-4 đang được triển khai, Lee Sang-bok tiến thẳng ra khủng hoảng Baron. Nhưng KT biết rõ điều đó, họ đã có tầm nhìn ở đây rồi, họ đang ping rất nhiều sang khủng hoảng Baron. KT sẽ phá mặt đối phương trước, sau đó cắm mắt xuống, dịch chuyển quay trở lại đến từ Rascal, mặt đất dậy sóng đến từ vị trí của Vicla, bắt đầu triển khai một tình huống đánh 5 đấu 5. Baron sát thương là tương đối nhanh đến từ Lee Sang-bok nhưng đây là phá mở tốt đến từ Lai Quang để chặn hai người. Và ba người bên phía của Lee Sang-bok tan vỡ hoàn toàn rồi. Lee Sang-bok mất ba người và Prince cũng như là KL chỉ có thể bỏ chạy mà thôi. Và đây sẽ là Baron tưởng thưởng trong pha tấn công rất nhanh mà KT họ vừa tạo ra trong tình huống vừa rồi. Đúng là cái đột biến nó đến từ con Talia của Vitla thật rồi. Một tình huống đẩy hai quá đột biến với cú quăng địa chấn tuyệt vời của anh ta. Nó phá vỡ đi toàn bộ cái cấu trúc giao tranh đến từ bên phía của Lee Sang-bok ở trong cái tình huống xử lý vừa rồi. Và phân nã bùi lợi Baron cộng hưởng cùng với cả một con rồng nguyên tố thứ tư của bảng thi đấu này kết hợp cùng với một pha lấy trụ khu vực đường dưới nữa. Một loạt những cái mục tiêu trên bản đồ thuộc về dành cho đội hình đến từ bên phía của KT Royster. Trong cái bối cảnh là Minh cũng có được trong đó một vài những cái điểm hạ gục, anh ta sẽ có cái lượng trang bị trong cái lần về nhà này
và nó khiến cho cái chênh lệch của cả hai người chơi xạ thủ sẽ được rút ngắn đôi phần. Hắn ta đồng ý một tình huống giao tranh quá đột biến đến từ bên phía của Katie Royster, trong cái bối cảnh là họ đang thua ở một vài những vị trí nhất định, nhưng họ có một cái sự xuất sắc đến từ Lai và sự xuất sắc đến từ Villa ở trong tình huống giao tranh vừa qua. Vừa lại Baron để coi pha thi đấu này sẽ được tận dụng như thế nào nha. Trận đấu thật ra vẫn chưa trôi quá xa đâu. Nào, lại chặn tường, lại có một tình huống phân chia thế hạn lần này thì đẩy tốt, đẩy ba người vào tường đến cứ đột. Và đây là câu trả lời đến từ bên phía của Lissabon. Chris đang bắn được, nhưng góc này Kurt đã đoạt sát được một người rồi. Azir trong tay của Closer đang được xuyên, nhưng Chris không được bắn. Thì Closer chỉ có thể chạy mà thôi, 3 điểm hạ gục. Chính xác hơn là 2 mạng dành cho các thành viên bên phía của KT. Họ đổi lấy một mạng của Live mà thôi. Nhưng với một mạng này thì liệu đây có phải là bù lại Baron không được tối ưu hóa dành cho KT hay không? Để họ vẫn đang muốn tối ưu điều hóa với việc là Kurt anh ta cướp xác. Trận này Kael thọt quá, Kael đang chết ít nhưng mà anh ta có vẻ như là phá mắt nhiều quá và quên mất việc là mình là con Lulu cần phải có ít nhất là cấp độ 11 để có cú chiêu cuối lần 2 hỗ trợ đồng đội. Trong khi Lai thì đã cấp 11 rồi, còn Kael mới chỉ cấp 9 mà thôi. Đây sẽ là một cái khả năng rất là nguy hiểm khi mà Lissabon còn đang thọt hơn về mặt kinh nghiệm so với lại đối phương tương đối. Tương tự là như vậy với cấp 17 từ Big Lao, cấp 16 đến từ Closer, đứng trên cũng là 2 cấp độ mà Rascal anh ta đang trên lệch so với lại vị trí của Dome. Thua cấp, thua tiền, thua trang bị. Và Lissabon vẫn đang cố gắng tiến ra khu vực hàng rồng này. Sứ giả phán quyết được gồng đến từ vị trí của Kurt, nhưng đó là màn xương đến từ Kurt. Rất khó chịu nha. Một tình huống W thành công đến từ Croco để tăng ngăn pha lao vào, và đó là một pha giữ dòng thành công. Lissabon chỉ có thể chạy mà thôi khi người chống chịu chính của họ là Dome đã nằm xuống rồi. Prince lướt qua tường với nhanh như điện. Double kill. Và anh ta sẽ cùng 3 người còn lại về được, chứ còn Croco thì sẽ phải ở lại. Không có tốc biến ma thuật, không có tốc biến đến từ Croco để anh ta đào thoát. Và cú double kill đã có trong tình huống vừa rồi. Rồng 4. Ui, một tình huống mà cả hai người chơi đi rừng va chạm vào nhau. Ui, đô đang chuẩn bị biến thành dạng na khổng lồ nha. Sứ giả phán quyết ngay lập tức có ý định để có thể rút lui đến từ bên phía của Lissabon. Phía bên kia là đang đẩy người ra để có thể có được cho mình đồ cái phương án tấn công vào nhà lính. Dịch chuyển đôi đến từ Rascal. Rồng đã thu về dành cho đội hình đến từ bên phía của Lissabon, nhưng không ai cứu đô ở trong pha thi đấu này cả. Closer cũng đang thấp máu, phân chia thiên hạ để có thể rút lui mà thôi. Rascal vẫn đang cố gắng để có thể áp sát. Sẽ chỉ luôn kim của ta đang sẵn sàng. Ôi, sẽ thương vừa rồi đến từ Closer là nhiều quá. Xuyên chút nữa là ta đã phải tiện cho Rascal lên bảy điểm số. Và bên phía của Lissabon họ vẫn đang bị khép góc. Boomerang rất khó chịu đến từ Aiming, nhưng Prista có khoảng trống, anh ta bật đạn đỉnh điểm và anh ta yết khiến cho Aiming mất luôn cho mình cú tốc biến, không có lao theo đến từ vị trí của Prince. Ai cứu lại vẫn đang giữ phép hỗ trợ. Prince đã có mạng rồi, tốc biến qua tường đến từ vị trí của Prince. Xung điện khao thế khép góc, hai co đến từ KDT đang đứng dinh Prince. Prince có độc hồ câu ra ủi vai dinh tương đến từ Croco, tạo khoảng trống để Prince bắn, nhưng đã có một chân rất đủ đam đến từ vị trí của Vikla và Prin lại được sống rồi. Anh ta sống và gây được sát thương. Thì đây vẫn là hy vọng dành cho các thành viên bên phía của Lissabon. Họ sẽ có một pha quét sạch trong tình huống này. Và liệu có phải là nhiều thương là khu vực được giữa dành cho Lissabon hay không? Để họ đã pick rất nhiều vào khu vực này. Không biết là đủ sức để có thể kết thúc ván thi đấu này hay không nữa. Những tình huống giao tranh rất xuất sắc đến từ bên phía của Lissabon. Đầu tiên là họ mất đồ nha, nhưng họ có cái góc để có thể lấy được cho mình đó cộng đồng nguyên tố, hình thành nên linh hồn rồng lửa. Và pha thi đấu này nữa, Closer một chấm máu nhưng anh ta gây sát thương ngược trở lại, không hề kém cạnh một chút xíu nào cả. Và quyết định cuối cùng đến từ bên phía của Lissabon là sẽ kết thúc ván thi đấu này. Lai di chuyển ra, Lai có lời nguyền nhưng đó không phải là lời nguyền gì để có thể tấn công được cả. Đây sẽ là một chiến thắng dành cho đội hình đến từ bên phía của Lissabon. Một chiến thắng không tưởng dành cho Lissabon khi họ bị dẫn trước gần 10.000 nhưng vẫn có thể chiến thắng trong một pha giao tranh mà KT muốn dướn để có nhiều hơn một mạng. Và họ đã sai lầm.